nay cuối tuần này, mở ra ấm mỗi trời ấm mùa hè tới này, cho giờ cho mấy nhỏ ra chơi. Ơi. Ờ thằng lùng à. Hello. Hello gì đàn? Đây đàn. Cái gì ạ? No. Khi nào mà Anna birthday mới có present chứ. Not now. Ok Anna. Ở chừng té đó nha. Hả cái đó cỏ. Ờ ba chưa ấy. Mới rửa sơn sửa cái đét chuẩn bị đón mùa hè. Té đó nha Dan nha. Trời ơi kìa, hồi tự chơi luôn kìa. Đưa mạnh lên, mạnh lên. Sao? À lẹ đừng chọi vô giường có ăn con con. Quất rồi đó. Đó. We can bubble butt each other. Anh là anh làm cho lẹ đi anh nè. Anh lẹ nè. Có con nè. Nó đâu quên. Đây bắt đẻ lẹ nè. Có phải được không? Ô con này chơi được nè. Đó. Từ từ nó mới ra. Có bỏ cái kia vô không? Bỏ cái cọng ngay cái vô kia. Hả? Anh này được chưa? Có cần còn hép không? Được không con? Anh nào được không con? Đây em là. Đây em cầu làm cho. Có được nè. Còn hai cây nữa, chờ Adam với Whisky qua nữa. Bà Whisky Adam qua lâu rồi, qua lâu quá cho nhỏ chơi trước. Hồi tối. Ủa? Bắn mạnh lên, bóp lên. Anh bắn cái đâu hả? Ra nha. Trời ơi. Quất không hả Lạch? Quất không con? Đó, mạnh lên, đó, mạnh lên. Ôi. Ê, không ăn mặc ra nè, không ăn mặc con. No. Baba. Cái cây á? Okay. So after. Ủa, đẹp con này đó. That's a big one. Đó. Ủa lẹt không ra hả lẹt? Mạnh vô. Bóp mạnh lên. Harder, a little harder. Do
rồi kìa. Nó xô cho Hia coi kìa. Đây đang quán bạn ơi, ông cầu. Đó 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 đó. Nó uống hôm đó không có ăn. Dương nó hút cả. Mày stop it. Con nhậu nó mấy lần rồi mày, nhậu cái này ba mà. Ba là. Nhậu hai chồng nó mấy lần rồi mẹ. Trời ơi, bẹn cũng vợ mẹ. Tí gặp rồi mẹ, phải không? Đi đúng. À. Nhậu sâu. Đang bữa nay đi đàm nó chứ mà sao mà phải nhắc tôi mới nghĩ. Coi thử đi. Con đâu biết cá gì. Đây con cũng nói một miếng cá này là bằng nhiêu? Nhiêu? Bằng bằng người đi ăn sushi. 2 ký hương hả? Đúng rồi, bằng 2 ký hương đó Hi à. Thấy không? Người ta đâu biết nhiêu ký hương. Hương thì đó 11 đồng phao. 11 đồng phao tính ra cho nó 25 đồng một ký đi. Thằng đồng ký là tính ra nhiêu ta? Trời ơi, sao coi clip mà phải tính tốn nhiều quá vậy? Là 40 đồng hả? Ở 400 ngàn hả? 400 ngàn cũng ok mà hả? Cá này cá... cá... cá gì thờ? Thần bơn hả? Thấy gì hả? Thấy không? Cá này cá gì đó? Cá thần bơn không? Có cái gì đó bơn không? Cá đang... 35 đồng một phao. Sao tự cắt bự vậy? Ngồi ăn đi. Ơi, cắt mỏng mỏng thôi, tại tôi cắt ra. Trời ơi, đó. Ăn cắt đống mà bự vậy. Cắt cũng vớt rồi ông ơi, ông cắt. Lắp lại. Ê. Ừ, ở vậy hả? Lắp lại. Ừ, giờ dữ vậy. Mỏng vớt luôn á. Ăn cái mau hết. Trời ơi. Ủa, con xả, nhà con xả. Coi. Không dẫn rồi, không dẫn rồi. Một cách là mình sống không hả? Sống đâu rồi, tất cả tươi không, mùa tươi không á. Dạ. Nó không, tôi mát hả vậy? Mua đồ tươi nhưng mà ấy nè. Dạ, tỉa không để nó tươi mà tỉa đông lạnh đó. Sợ nó không đủ á. Dạ. Không đủ lạnh hư uổng. Ừ, đạo lý mà. Cháu ruột á. Đây là cháu ruột á. Cho một quấy mà. Cái tỉa. Một tỉa tất trợ lý mới qua đó kìa. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Thì tôi cắt lại mấy miếng kia đi tỉa, nó bự quá tỉa. Cái nào? Cái này hả? Đó. Ủa ok không sao đâu, sao đâu, kệ đi. Okay. Nga tôi xì ta cắt được, còn mình cắt xuôi. Đó, các chị là đầu bếp đâu, đầu bếp Nhật nè. Cá hồi đó, ăn sống có sẵn nha. Dày không? Được rồi. Ok ha. Dạ. Cha ăn thích ăn này được không? Cha ăn này ngon nè. Cá chín chứ không ăn cá sống. Ờ vậy đó hả? Cá này ngon. Cá hồi này ăn sống ngon. Nấu chua. Nấu chua hay là nói chung là cá hồi này ăn cái gì cũng ngon. Kho dạ. Cũng ngon, nướng cũng ngon, dạ. Ăn chua cũng ngon. Kho à. Thơm nó ăn đấy. Kho thấy cá Việt Nam kho ngon hơn. À, vậy hả? Dạ. Cái này con chiên áp chảo cũng ngon lắm nè. À, áp chảo. Dạ. Mua về để mua hai vị cá phi lê. Con mua nguyên con á? Vậy. Hồi về bán ai ăn? Nguyên con nói luôn. Sao nấu? Nó dịch, nó vỡ, nó thiêu, nó ấy, nó hư rồi sao? Con đông đá trước đây. Không, để tôi đông á. Con bự lắm thế ơi. Mua phi lê đi. Bản đầu cái hồi bán vậy ghê. Không chung phi lê rồi đó, phải không? Con nghĩ vậy, tại vì đầu cái hồi mẹ hay mua nấu canh chua. Nhưng mà cái mở xong sao bạn đây, tại đây, nó bắt tại đây mà. Thấy ngon hơn. Thôi mà thải con về nó bự. Sao? Chị ra hả? Ok, để Hia lên liền. À, hai đứa quậy quá hả? Trễ. Trễ quá hả?
là không lên ấy nó coi hay nó không? Dạ. À, để Hy động chuyện đây nè. Rồi xong. Hấp dẫn không? Bỏ vài miếng. Hả? Nào Phương mua địa chỉ đó hả? Ờ tưởng có để cho mình không chứ? Không có tên tuổi ta. Trời ơi vậy mà nói vấn đề của mình xong. Lấy đồ rác lại. Hả? Lấy đồ rác lại. Rồi tôi công kỹ tôi xào dữ lắm luôn các bạn. Phải rác lại để nó khô. Dạ hả? Rồi. Bà không nói thì biết. Mấy đứa quay kỹ cho bà không coi bà không đẹp hơn đi. Hoa lan. Ủa chứ cái màu này để ý mà thừa thừa mặt nào màu màu tím hả? Ủa hôm sáu mà ta sao bữa nay cũng của mình trước nè. Lan của con ấy ơi. Lan của con mà. Chú Hùng hả? Cái cây hả? Trời ơi, bồng dĩa cái cây này ăn cháy cháy sáng luôn á trời. Hôm nay làm được hả? Dưa ngon ghê luôn vậy. Ngon. Như dưa, dưa nào dưa ta hồng hồng hả? Nè. Như con đồng mấy trái phải không? Nghe tiếng đồng, đồng mấy. Đồng 88, đang sale đồng 88 đấy nè. Không. Phút này xịt, phút xịt đồng 88 nè. Đi thằng Biêu. Ủa mà Biêu, Biêu mới qua mà có qua cái sắt đầu đi liền. Bên bò ý về thành công đó hả? Bữa nay ngon quá nè. Wow. Wow. Chắc tại cái lò á. Cái lò này lúc nào cũng ngon hết trơn á. Thôi đó tạo vấn đề tạo nguyên cái dàn đèn cây. Đèn cây quên chết lắm rồi. Anh tặng mấy con cá cho ăn nha. Cá nào? Ồ, thiệt không? Mua chưa? Mua chưa? Để ông tự ông đi mua ông lựa đi. Ok ok. Rải tre hả? Ồ. Bánh mày sốt thì ngon nè. Quá ngon rồi. Làm bánh trưng tím hồn mà có nguyên một xưởng bánh luôn. Trời ơi ngon. Bánh mà nướng, mà nướng. Hình như nó nguội mới ngon không ý? Nó nguội. Wow. Ý là chuyên gia làm bánh. Ai có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ 519722. Cái số sao không biết. Cái này cái clip đầu tiên luôn nè. Dạ. Hả? Giờ như nó trẻ hơn luôn á. Tại Phương em xài không theo hàng chứ giờ em đang xài em theo hàng. Lấy xong rồi, lấy xong rồi đem không được. Hey Ricky, ăn ốc rồi đi với ốc Hương ơi. Ốc Hương này nè, nó không không con tay của mình nè đó. Nó bự hơn cái tay không? Ừ rồi, hai con tay luôn á. Chuyển chuyển không? Ốc Hương. Còn gì bằng nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, chơi gọi gia đình họ thôi. Happy còn còn nào tới kia không? Ủa lên lẩu, lên lẩu à? Ai vậy? Trời ơi, nó nhồi ổ Vicky hả? Bệnh, hay nó bệnh. Thôi, nó bừng rồi, trời ơi, nó bừng rồi. Thôi, nó bừng rồi. Ok, chào tôi với hả? Việt Nam vậy hả? Còn tiếng Anh là xong rồi lấy cái con lên bỏ lên là nó chụp cho đấy. Đấy mà. Đó kìa. Google Play á. Ok. Hay. Chiều thì nó đang rồng nhưng mà hỏi nó có chưa? Đúng quá. Trước khi về thì hơi lâu không? Bạn muốn tôi cho lâu. Đi chính quá này phải không? Mai cho bà Lào. Ok, nói là ông nói từ vui bé.
Chị mới nói vui về, vui về. Chị mới giống đúng không? Còn vui quá, đâu giống đâu. Chị mới đi là phải có tên chồng đúng hả? Ủa? Tên đẹp dữ vậy. Nó hộp quá, lấy hộp quá. Hộp cá thôi. Trời, mới đi xe. Là dữ dằn lắm, mới tên đi xe đó. Phải không? Tâm nghe nữa nha. Không là hồi chiều nó đi luôn á, nhưng mà đang đi nói với nó mới là con ấy nó cho ở lại chứ không chịu ăn đâu. Cho trẻ ngày uống gì vừa quen ngày xấu mà bắt về luôn. Mấy hôm nay rồi đi về. Chứ em qua bên này visa nó chưa có đóng cho em chở đi được. Có visa rồi đâu bạn. Chưa qua đi về liên luôn vậy. Thời gian mình ai dẹp ta. Cái này là Thiên Kiều nói là nó đi qua nó cướp con gái luôn về. Chưa đóng ngọc. Ý cho con chén đi. Ai dạ con chén con kêu rồi. Có cái chén này. Cái này con chén của mày anh. Phải cái chén của anh không? Hả? Quay lại. Mở chém. Đó. Ở đây còn cho mượn cho. Quay nói gì hết rồi. Giờ đây 2 nhà 2 nhà. Cái này có mẻ không? Cua mẻ. Có lơ mà cái bộ. Đây chắc tao thò đâu với cua mẻ. Cái này mình thò thì cho mình. Lên lên thò là cho uống đâu mà đi. Thằng uống nước đâu đi. Bữa nãy làm là nước chi chanh chén hay là làm nhiều lần. Không có làm hai dĩa không vậy? Hai dĩa không? Còn cái dĩa nào? Cái này bắt đầu luôn rồi. Đây còn nè, tôi còn cho. Ăn cái mướn không ăn đâu. Đây. Chanh hả? Bên kia có không? Đây là bệnh. Còn có dĩa. Rồi cũng được, nó gói chấm đi. Nó có dòng này để đi. Nó chấm được. Ốc nè. Bên kia ông ăn đâu ra mà có cái chợ đâu ra đây đây đấy đấy cái gì cái gì á có bắp bảy kia hai dĩa chấm cá cái gì nè cá chua nè chứ bắp mới làm nhiều cái gì tại sao mà ghẻ rồi ghẻ lấy cái dĩa cái đây vậy rồi múc cái dĩa đủ rồi hột ti đây nó từ em ăn bên đây cái này là cá hú nha. Đặc sản cá mú 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 cá hú là có cá hú nè, cá hú giống cá tra đó đó có đó đó nó phải ngon lắm đâu hả tên nhầm lục như cho cái nói lại như cái nhầm má hả má nè vi nè đó cá múc một còn, cái còn gì bằng nữa, còn gì bằng nữa. Rồi, hết sảy luôn. Thì chơi đó đi. Tấm bấm mặn. Đây là bữa tiệc sinh nhật của Ý. Mình ké thôi nha, mình ké thôi nha, mình sinh nhật chung. Mới tới nửa lần. Rồi nè nữa. Con lên tuổi nữa. Mới tụi mày 18 tuổi rồi mày rồi. Để bên đây tiên không biết luôn. Tấm bấm đâu có lên Facebook đâu biết. Hả? Nếu mà sáng này lên Facebook có thể biết. À, em thì hai bữa nữa tính đúng là thứ hai. Rồi là chưa thấy chưa? Bây giờ thì hai Facebook nó báo liền à. Thứ hai tới. Thì nào biết đâu nghe giờ nói xong nói ông Vũ nó không biết. Mày xem 9 giờ rồi mày xem cũng chưa tới. Anh Vũ số máy. Ôi hết kìa anh. Ủa đi tiền nào vậy? Tiền nào vậy? Tiền nào mới về phải không? Không, mới từ nhà. Dạ hả? Vợ đi. Này bên đây có Ý nè. Bên kia là phải ba cây á. Bên đây có Ý và của mình luôn, mình ghé. Vậy là thiếu một cây ngay. Happy birthday
happy birthday to you. Happy birthday. Ngon quá mẹ vậy á. Bánh ngon quá mẹ. Đúng rồi. Con để cái bánh chút vô mẹ. Không quay quay cái này mình hấp dưới đi mẹ. Để cái này vô. Đó. 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 Trời ơi, có cái thẻ đây, ở đây, nãy hai mấy. À, hello ơi, quê. Hello,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show, mà tao hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở casino. À dạ, khả dân từ ngày nay giờ hay đang lên không nữa, tao xuống tận mời có mấy con thể đủ ra đi chơi, không có bị đêm nên tao muốn buông lời các mấy anh em cùng đi xong thôi. Ai cũng nói bên boy thường chim là mất gì, 95% là sai, từ anh đẹp trai là đúng tuyệt. Nào nào mình cùng lại đây. Đi đâu? Bao đời